Đây là một bản thiết kế vĩ đại. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Đó là chiếc xe gác ở Mỹ. Nó gấp cái thùng gác lên, sau đó nó lắc. Nó chút hết gác trong cái thùng gác. Sau đó nó có cái càng mấy bạn, nó hạ xuống để lại đúng vị trí ban đầu của cái thùng gác nha mấy bạn. Quá xa dữ. Đây mấy bạn, mình thấy ở đây người ta có dục gác nữa nè mấy bạn. Tủ đồ nè. Ở đây có cái ghế nữa. Ừ, cái ghế lúc lắc. Sao Mỹ người ta thích cái ghế này quá ha. Mình đi mình coi cái tủ nha mấy bạn. Tủ thấy cũng còn mới quá chừng luôn nè. Không biết chất liệu tốt không ha. Ồ, đây ta dục cái hộp nữa nè mấy bạn. Không biết hộp này hộp gì. Ồ, có cái iPad nữa mấy bạn ơi. Không, cái iPad này cũ rồi nhưng mà chắc còn xài được á. Mình để mình đem về nhà đi. Trời ơi, gung tay gung chân hết trơn luôn á. Trời ơi trời. Nè, vợ cầm vợ, vợ về vợ. Trời ơi, đã quá chừng luôn, đi về vợ ơi. Mấy cái TV này chắc mình không lụm đâu mấy bạn ơi. Bỏ vô kết này vợ. Trời ơi, phái rồi. Về có sạc để xài được không cha, sợ nó phản nữa. Ừ, chắc xài được mà. Mình không dạy được thì mình cho. Ok, vậy thôi mình đi tiếp nha mấy bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, đã quá mấy bạn ơi. Trời ơi, biết sao không? Tại vì mình đứng trước nhà người ta mà mình nhảy lưng tứng đó, nó kỳ. Nhưng mà trời ơi, mình khoái quá nha mấy bạn. Mấy bạn đợi lát hồi về mình ghim, mình sạc pin thử coi nó làm sao nha. Để coi nó còn xài được không hay là nó hư rồi. Trời ơi, má ơi, ai bác luôn. Trời ơi. Đi vòng nó coi có không. Đó mấy bạn ơi, ở đây người ta dục tủ lạnh với sofa nè. Bây giờ mình tiến lại mình quay cho mấy bạn xem nha. Quá đã luôn. Cái tủ lạnh nè. Cái này mà bán ve chai hả, chắc cũng được mấy trăm đô quá mấy bạn ơi. Để mình xích vô đây thôi. Xe người ta hút mình. Sofa này thì cũ quá chừng rồi. Còn tủ lạnh nè mấy bạn. Quá xá đã luôn, tủ lạnh bự luôn nha. Này nó bị kẹp dưới đây rồi các bạn. Này mà đem về giống như mình mà biết chỗ bán ve chai á, mình đem bán ve chai tủ lạnh này cũng được á. Chắc cũng được vài trăm quá hả. Tủ lạnh này nó bự ghê luôn mấy bạn ơi. Nó cao đó mấy bạn thấy không, nó cao bằng mình luôn á. Mình thì mình cao 1m58-59 á, mà tủ lạnh này nó cao nè. Trời ơi, quá đã luôn. Tủ lạnh bự dễ hả, đúng không? Trời ơi, biết chỗ bán ve chai bán là quá ngon mấy bạn ơi. Đó mấy bạn thấy không, ve chai đắt ghê không. Người ta lụm cái tủ lạnh đi rồi đó mấy bạn. Nếu mà người nào quá mà biết bán ve chai ở Mỹ á, thiệt á, người ta cứ thấy mấy cái đồ mà điện tử người ta lụm hết, người ta lụm không chừa cái gì hết trơn á. Người ta về người ta tút tát lại, người ta xài hoặc người ta bán lại đó mấy bạn ơi. Hoặc là người ta bán ve chai luôn á. Quá hay luôn. Cái này cái gì thấy còn ngon lành quá trời luôn mấy bạn. Có cái dây điện nữa à. Mà mình không biết này cái gì luôn. Tủ nhìn mới đầu tưởng giống cái chỗ đồ nấu nhà bếp quá à. Mà không biết sao luôn, thấy còn mới tinh à. Còn bên đây người ta dục mấy cái đồ dán chược với cây hông Noel trang trí nè. Chạy qua cái chỗ khác, đậu bà kinh chợ để review. Mới đầu mình mở ra mình thấy cái hộp này nè, mình tưởng là cái máy tính bảng Trung Quốc. Mình thấy nó cùi quá các bạn ơi, mình cũng không có gì gọi là hứng thú hết trơn á, mình tưởng hộp không thôi. Ai ngờ á, trời đất ơi, mở ra tự nhiên thấy cái iPad mấy má ơi. Sao trồng sạc hả, cần nó lên hả? Đã ghê luôn, nên giờ đi sạc thử lên mà xin xe mình có sạc. Thấy còn mới quá. Ê này, mình nhìn được mình biết cái iPad gì không?
Không, không biết. Chỉ biết iPad thôi. Tại không có gần nữa mấy bạn nè, quay cận cảnh vô cho mấy bạn coi lia vô iPad nào đó. iPad Apple nha mấy bạn. Chỉ cái làm cái hình cái cười xỉu. Nè, giờ mình đang ghim sạc nè. Ê, vậy là con chừng nó lên nguồn á Tư. Lên nguồn rồi nè. Ừ. Để mình mở thử. Chắc chắn còn hết, cũng chắc chắn nó xài được mà hơi yếu ha. Tại vì mình mở đợi chút xíu đi mới lấy được. Không thấy lên pin gì hết trơn mấy bạn ơi. Ôi lên rồi nè mấy bạn ơi, quá đã luôn. Yeah. Trời ơi cái iPad này chắc cỡ nhiêu ta? Cỡ iPad này chắc cũng mấy trăm quá hả? Không biết nè, cái đó iPad gì đâu có biết đâu. Ok. Bây giờ mình phải để cái iPad ở đây để mình đi vô đi làm mấy bạn. Đợt này mình có iPad coi YouTube luôn. iPad miễn phí luôn, quá đã quá đã. Mình mới đi làm về rồi nè mấy bạn. Thì mình ghim sạc cái iPad thử xem nó có còn hoạt động không nha. Đây. Hồi nãy mình về á là mình có ghim được 55% rồi nè mấy bạn. Đó. Bây giờ mình quay cho các bạn xem mình coi thử coi cái iPad này có còn xài được không nha. Ok các bạn. Thì đây. Bây giờ mình chỉnh này là phải ngôn ngữ không ta? Để mình kiếm tiếng Việt đi ha. Tiếng Việt nè. Quốc gia Hoa Kỳ. Đợi anh chút xíu nha mấy bạn. Thấy nó hơi lâu. Thiết lập thủ công. Ok, tiếp tục. Vô wifi. Mật khẩu. Đã vô được mật khẩu rồi nè mấy bạn. Mật khẩu wifi đã vô được rồi. Giờ mình tiếp tục. Có thể mất vài phút để kích hoạt iPad. Chết rồi. Người ta cái iPad này bị lock iCloud rồi mấy bạn ơi. Mình không biết mở luôn rồi. Cái này không biết làm sao nữa. Chắc mình gửi cái iPad này về Việt Nam cho người thân của mình á. Người nào mà biết xài á, đem ra tiệm unlock iCloud. Chứ này là coi như thua rồi, mình thua nha mấy bạn. Uổng quá. Su cà na luôn mấy bạn ơi. Tưởng có ai bác coi YouTube, ai ngờ bị như vậy. Để mình nhờ để mình hỏi người thân hoặc bạn bè mình coi có ai biết mở khóa iCloud không. Còn nếu không thì cái này nó phải đi về Việt Nam thôi mấy bạn. Ok, mình xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye. Có này mắc cười ghê mấy bạn. Hôm qua cái bàn này nè mình thấy á, mà mình không có lụm. Cái gốc cột chắc anh Mỹ anh đi làm, anh thấy anh bưng về nè mấy bạn. Không biết làm chi luôn. Chắc còn xài được á, nên ảnh lụm. Có gì bữa nào mình gặp ảnh mình hỏi coi cái này để làm gì nha.